Kính thưa quý vị và các bạn, bánh khẩu chí chọp không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một món ăn gắn liền với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở Mường Lay. Vậy thì các bước để làm ra một chiếc bánh khẩu chí chọp đậm đà và nhiều màu sắc hấp dẫn như thế này cần trải qua những công đoạn như thế nào? Sau đây chúng tôi mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi khám phá cách làm bánh khẩu chí chọp tại bản Bắc, xã Nay Lưa, thị xã Mường Lay. Cũng như bánh khẩu xén, bánh khẩu chí chọp là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của đồng bào Thái Trắng ở Mường Lay. Tuy nhiên, khẩu chí chọp khác khẩu xén ở chỗ, nếu bánh khẩu xén thường được chế biến từ gạo nếp hoặc sắn đồ chín rồi giã nhuyễn, thì bánh khẩu chí chọp thường được chọn từ những hạt nếp to, mẩy, đầy hạt. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không nhỉ? Dạ vâng, em xin tự giới thiệu chị, em tên là Ló Trúc Chi ạ. Em đến từ hợp tác xã Hoa Ban Trắng ở bản Bắc 2, xã Lê Nưa, thị xã Mường Lay ạ. Vậy thì chị có thể cho chị biết là gạo để làm bánh khẩu chí chọp thì phải là loại gạo như thế nào nhỉ? Dạ thưa chị, để làm được một mẻ bánh khẩu chí chọp hoàn chỉnh và đạt được tiêu chuẩn nhất định thì chúng ta phải chọn những cái hạt gạo mà hạt to, hạt mẩy, và đặc biệt là nhà em sử dụng cái sản phẩm là gạo nếp nương, là gạo nếp mà được trồng trên nương của dân tộc chúng em, thì hạt gạo rất là thơm và dẻo ạ. Gạo sau khi chọn sẽ được sàng sải sạch, ngâm qua đêm rồi nấu thành xôi. Để chiếc bánh khẩu chí chọp có màu sắc đẹp mắt, những người phụ nữ Thái còn khéo léo sử dụng các loại cây, hoa, lá tự nhiên để tạo màu, như màu đỏ từ gấc, màu xanh của hòa đậu biếc, màu tím của lá cẩm tím và màu vàng đặc trưng của hoa bó phón. Xôi sau khi nấu chín, đem trộn với các loại gia vị như dầu ăn, vừng để bánh có vị đậm đà, rồi được nặn trong khuôn hình tròn và đem phơi khô. Vậy thì chiếc bánh này sẽ phải phơi trong bao nhiêu lâu để đảm bảo được chất lượng và cái công đoạn phơi này thì nó có quan trọng như nào? Thưa chị, là cái bánh này thì phải phơi trong vòng 2 nắng, và cái công đoạn phơi này khá là quan trọng trong cái quá trình mà mình làm bánh chị ạ. Để đảm bảo cái chất lượng của bánh phải phơi đủ nắng thì bánh mới đạt được độ phồng nhất định ạ. Với vị thơm ngon, giòn đặc biệt từ món ăn đặc trưng vào ngày Tết của người Thái ở Mường Lay, ngày nay khẩu chí chọp đã trở thành sản phẩm độc đáo, phục vụ rộng rãi trên thị trường, trở thành một thức quà không thể thiếu khi du khách đến tham quan thị xã Mường Lay và mua về để tặng người thân, bạn bè. Bánh thường được các gia đình làm quanh năm, nhưng từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch thì sản phẩm này được làm nhiều hơn để phục vụ nhu cầu Tết của người dân. Sau những công đoạn làm bánh cầu kỳ thì những chiếc bánh chí chọp thành phẩm sẽ được đóng vào những chiếc hộp như thế này và sẽ được đưa đi tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh và một số tỉnh thành trong cả nước. Và cùng với lại các cái sản phẩm đặc trưng của thị xã Mường Lay như là cá tép dầu và bánh khẩu xén thì bánh chí chọp cũng đang góp phần lan tỏa, quảng bá cái ẩm thực đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái ở Mường Lay.